Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Vụ ám sát Tổng thống John Kennedy vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 đã khiến thế giới bàng hoàng. Cái chết của Tổng thống Kennedy đã đặt cơ quan mật vụ vào thế thủ. Đây là tổ chức có trách nhiệm bảo vệ Tổng thống và gia đình. Trong các cuộc nói chuyện với nhiều cựu nhân viên mật vụ, thông tin viên đài VOA đã phát hiện ra rằng vụ ám sát ông Kennedy và sau đó là các vụ mưu sát Tổng thống Gerald Ford và Tổng thống Ronald Reagan đã dẫn tới những thay đổi về cách thức bảo vệ Tổng thống và gia đình người lãnh đạo nước Mỹ. Mời quý vị theo dõi qua phóng sự sau đây. Ngày 22 tháng 11 năm 1963, khi những tiếng súng vang lên ở Dallas, nhân viên mật vụ Clint Hill ở vị trí tốt nhất để phản ứng. Ông phân tích sự kiện ngày hôm đó một cách đơn giản. Chắc chắn là chúng ta đã thất bại trong việc bảo vệ Tổng thống Kennedy. Một nhân viên mật vụ khác, ông Gerald Plain, cũng có mặt tại Texas ngày hôm ấy, nhưng không phải ở Dallas. Ông nói một phần trách nhiệm là do thiếu nhân lực. In 1963, we, uh... Năm 1963, chúng ta có 330 nhân viên mật vụ và chúng ta có khoảng 34 nhân viên biệt phái đến tòa bạch gốc. Rất dễ nhìn thấy các nhân viên mật vụ. Một số chạy dọc theo hay đứng trên các xe hơi trong đoàn xe của Tổng thống. Nhưng ông Plain nói họ không thể liên lạc với nhau. Chúng tôi không có máy vô tuyến. Chúng tôi làm việc bằng cách ra hiệu, chúng tôi có các hình ảnh của các đối tượng mà chúng tôi lo ngại và chúng tôi ghi nhớ trong óc các đối tượng đó. Chúng tôi phải dựa vào nhau để cùng làm việc như một tập thể. Tác giả Lisa McCubbin đã hợp tác với ông Plain để viết cuốn The Kennedy Detail. Bà nói những khuyết điểm phơi bày trong vụ tổng thống Kennedy bị ám sát, buộc phải thay đổi cách thức cung cấp ngân khoản hoạt động cho cơ quan mật vụ. So Vậy là việc này khiến họ nhận ra rằng nhiệm vụ của họ còn quan trọng hơn biết nhường nào, và khi đó họ có thể thuyết phục quốc hội để có thêm tiền. Họ đã yêu cầu được cấp thêm tiền từ nhiều năm để tuyển dụng thêm người. Họ biết họ không thể bảo vệ Tổng thống với phương tiện mà họ đã có. Ông Clint Hill ở lại làm việc cho cơ quan mật vụ sau khi xảy ra vụ ám sát. Ông lên đến chức phó giám đốc và đã chứng kiến những thay đổi trong cơ quan, như không đi lại bằng xe mui trần, thêm nhân viên mật vụ, thêm tiền và thông tin liên lạc tốt hơn. Nhưng nhiều tháng sau khi ông Hill nghỉ hưu vào năm 1975, mặc dù tăng cường bảo vệ, không chỉ một lần mà những hai lần, những kẻ tấn công định sát hại Tổng thống Gerald Ford trong các chuyến thăm riêng rẽ ở tiểu bang California. Và vào năm 1981, một tai họa khác đã tránh được trong đường tơ kẻ tóc. Tổng thống Ronald Reagan từ một khách sạn ở Washington bước ra đã bị John Hinckley Jr. bắn Ông Reagan đã được chở ngay tới bệnh viện để được giải phẫu cứu mạng. Nhân viên mật vụ Tim McCarthy bị bắn trúng bụng. Phát ngôn viên tổng thống James Brady bị trúng vào đầu và bị khuyết tật nặng. Nhưng không có ai thiệt mạng trong vụ tấn công. Và ông McCarthy nói vụ này lại dẫn tới thêm những thay đổi khác. Sau đó, máy dò kim loại được sử dụng để giả soát bất cứ ai đến gần tổng thống. Và di sản là, kể từ lần đó, chưa xảy ra vụ tấn công nào nhắm vào các vị tổng thống của chúng ta mà thủ phạm thường là các tay sát thủ mang súng hành động đơn độc. Mặc dù công nghệ đã cải tiến việc bảo vệ tổng thống một cách đáng kể sau vụ tổng thống Kennedy bị ám sát cách đây 50 năm, những lời đe dọa mới đây nhắm vào đương kim tổng thống Barack Obama là một điều liên tục nhắc nhở đến sứ mạng quan trọng giao phó cho những người có nhiệm vụ bảo vệ người đứng đầu ngành hành pháp của Hoa Kỳ.